Xin lỗi bàn phím. Xin lỗi chuột. Xin lỗi lót chuột. Xin lỗi dây. Ủa, còn ôm cái gối nữa chứ. Đấy, các bạn thấy không, chúng ta ngủ khá là say. Nhạc thì phê phê, thêm quạt mát mát đây nữa thì chắc ngủ tới sáng mai cũng được. Đây, đang ngủ khá là say. Giờ thì tôi sẽ kiếm cho nào được chôn anh ta. Mình là vừa đi mua được một chai keo 502. Thì keo này các bạn cũng biết là nó rất là dính. Nó dính mà còn nó nóng nữa. Thì trò này chắc chôn thì chắc cũng khá thốn. Thì mình sẽ dùng chai keo con voi này mình đổ lên bàn phím và chuột xem thử phản ứng của anh ấy ra sao khi mà bị mình chôn phát thốn đến tận rốn như thế này. Ai chà, ê, tỉ quá. Mẹ cái đồ như thế này. Mẹ đồ. Mẹ thằng chó nào vậy. mẹ. What? Ồ, cái đồ như thế này. Còn mẹ như thế này. Mẹ dính rồi. Chẳng cặc là e đánh đồ keo đây thôi. Mẹ đó. Chó này thấy không? What the hell? Aduh. Đó nào. Mẹ. Shit. Cắt mẹ mà đổ bàn phím. Quá kề mất đấy. Chó nào đổ vím, đổ keo vào vím nào. Mẹ nó bắn quá bắn này. Mẹ bắt được chắc đỏ. Tiếp không thả. Như là chó nào biết. Ây cái mắt. Chơi ngu thế quý. Không biết thằng con nạn nào biết đâu. Chơi gì mà chơi keo 5. Cây mắt keo 502 gì mà đổ lên chuột lên đăng phím. Đổ gì mà nó đổ. Gì? Sao mà ở đâu ra đây? Ở phía tao thấy bỏ đây nè. Sao thì mẹ chó là chơi ác rồi. Chơi đổ hết chai luôn chứ lại không đâu. Mày có tin là một cái gì đấy? Tớ chơi. Mày trêu tao đúng? Trêu gì đâu. Chơi quá. Thoải mái không? Không. Thoải mái không? Không. Không thoải mái không? Không. Không thoải mái thì còn làm rồi. À biết đâu mới xuống đây nè. Chơi mắc quá. Chơi gì mà chơi kêu 502 mình đổ lên đăng phím. Tao mà biết thằng nào mày chết tao. Mày mà tao không biết mày chết tao. Mày đâu? Không mà. Sao thế? Đau quá. Đau quá. Đau quá. Chú tao. À. Mà thằng chó đó không? Thằng chó đó không? Thằng chó đó mà chơi ngu thế không biết. Này thì tôi trêu tao này. Dám đổ bàn phím hả? Hả? Dám đổ bàn phím lên máy của bố mày hả? Thẳng lên, cùi thẳng người lên. Mẹ mày. Mày sợ chưa? Sợ. Hả? Sợ rồi. Sợ gì? Mẹ mày hỏng mẹ bàn phím rồi, tao bắt mày cõng cho nó vậy chừng nào cho nó khô keo thôi. Bây giờ còn chưa khô keo mà. Dám lấy dây thun cột bố mày lại hả? Hả? Dám lấy dây thun cột bố mày lại đúng không? Anh em xem này. Bố cha nó dám quay clip trôn mình nè, đổ hết mẹ keo lên cái bàn phím rồi, trắng bóc như thế này thì còn dùng được gì nữa thôi, lại mất tiền mua bàn phím mới rồi, phải tưởng bố mày nhiều tiền lắm hay sao à? Hả? Cảo đấy, thế thì sao? Đó, hả? Em lần này mỏi quá. Sao? Em lần này đi, lần sau không có dám nữa đâu. Lần sau không dám nữa, chắc lần sau không dám đâu. Chắc mà. Vì sao tôn cái tóc to lên chưa? Tôn bắt được phạt chết bố bây giờ. Mỏi quá thôi thầy. Chưa chưa? Xin lỗi bàn phím đi ra. À, xin lỗi bàn phím. Mày quay ra xin lỗi đó đi. Quay bên đây. Xin lỗi đi. Xin lỗi bàn phím. Xin lỗi gì nữa? À, xin lỗi chuột. Nói gì lúc nữa? À, còn nghe thun. Còn cái lót chuột này, xin lỗi cái lót chuột đây. Xin lỗi cái lót chuột đây được mà. À, xin lỗi cái lót chuột. Rồi, rõ ràng thôi. Xin lỗi cái lót chuột. Nói lại hết đi. Nói lại lần nữa cho rõ ràng bên mày coi. Mày, nó không nghe được mà mình chết nó. Quay sang nói nó. À, xin lỗi bàn phím. À, xin lỗi chuột. À, xin lỗi lót chuột. Xin lỗi dây. Vì sao không được đồ nữa chứ? Dạ. À, mẹ rồi tha cho mày lần này. Đi ra đây. Rồi đây. Chưa chưa hả? À, chưa. Chưa hả? Chưa. À, chưa hả? Rồi. Thôi đây. Thôi cũng tha cho nó lần này. Tính làm clip troll để đăng clip cho vui nhưng mà nó chơi cũng cái lúc mình đang bực mình. Nhưng mà không sao. Thì cũng đằng nào cũng hư mẹ rồi đúng không? Giờ cũng phạt nó gì nữa cho nó bỏ bèn thôi. Thì các bạn mà thấy clip hay hài thì nhớ like, subscribe kênh, nhớ là chia sẻ để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Ok.